Đấy à, lên nhầm À, lên lên lên. bong professor mặt xem nhưng sự đây đã được học nữa chưa được bố nhưng này nó cũng này thích nhóm chmua sư cầm sách và tay tại sao nó phù mấn hay và chạy bán nhóm research lâu trong IIT Lab Intelligent Image Processing Allowing to work presentation to learn introduction to learn intelligent image processing to learn small object detection. Okay. Nhi cứ cẩn thận, nhóm miền bay cẩn thận, vì mùi introduction thì từ describe to learn dataset hay là definition of small object detection. Hay là từ bay to learn take take some small object detection là dùng vô ta thì thật là dataset. Introduction. Từ tao nó không computer vision, không không ai make people sẽ xin những bài chạy chỉ phí từ lời thì mỗi cứ classification hay là chỉ phí từ lời object detection. Bài classification như này thay dương của cả do image mỗi đại nhân thì từ tao nó image nó nhân tại object mỗi đây hay dương của cả classification định như thay việc chỉ ấy thì họ dùng nguyên image dataset class P vậy đó được chưa cat and dog chẳng dùng chỉ dùng phương cách classification để lấy và ta image mới nó tốt chia object cat với cò dog chúng ta từ lơ object detection với phương cách từ lơ mình này thay vì những phương cách phải đặt local location hay vì classification tiệt mình hãy tì tăng robot object như mỗi nó không image total object detection we are detect the low multi mình này thay tràn object nó không object thì hỏi gì được nó không rụng miền miền tia miền chma hay đường đọc chúng phố object detection dương bài tập mình object detection nó như bài chạy đi phần lớn nó đồng bây chẳng tham mình đây thà bà sân dự dưỡng cho thua cái object detection này về tập căn tài tự lo bà xa dương thua dương bè dương deep down như tờ lơ image segmentation tiệt mình đây thà dương thờ ca image mỗi đài annotation cho mỗi đằng segmentation để xa là segmentation annotation đó, thì ai chua như tờ lơ ca capture information đài mình đây thà đài sống khăn không nổi mệnh đứng nổi không rụng mình chẳng mình đây thà dương trong the classification là object tại group này mình đây thả object từ lớp people này chẳng hạn chúng dương thầu ca và information on people và thầu ca background crowd đây đây chúng dương chấp theo tập phần này chúng đọc về đại dương thầu ca training tới việc lớn hay accurate với phổ biến được chưa rụng đi chỉ làm thì thứ hai dương viên scanning mỗi email mỗi đặt full data set còn tay chúng lại đây tầm khan là dương trong bán mình tặng ở hải phòng miền tây dương trong bán cứ tầm mặt đông này miền tây tha thì họ nhận được miền trung như từ lời khu các ba vẫn còn miền bảy hai mà chúng lại nắng đặt ở hai tha còn miền bảy hai chẳng hay dương trong bán tầm mặt chúng lại nắng đặt bảy phơi ca bị địch tha ta nó không khu các ba còn ta là khu các ba còn nắng miền bảy hai được ạ chẳng từ lơ segment I make segmentation nó dương có bài chạy về chụp pi này thì mỗi cứ segmentation segmentation hay là instant segmentation là segment segmentation segmentation nó dương và từ lơ dương ai object về từ lơ thì họ dương miền object bay là không image đấy bây giờ đọc tất đôi chỉ cúp đôi chỉ khắp cài tật chúng ta vì khó khăn từ lơ instant instant segmentation bên này dương chia dương thuộc cao vì đích kia từ lơ ở thứ hai là dương bên cục bảy segmentation dương bên cục bảy chẳng vận tải vì thuộc ca classification đôi khi này
mình ta nó không instance của mình thấy sẵn dương chia dương thua ca bị định mất nhau dìa tàu ai ai mình này thật tầm môi tiệt bàn chai kia tiệt cho mà đó thì mình đi chưa nên nó cứ từ lơ mà chỉ muốn từ lơ ai cái objection đại bộ dân thuộc cả đại đại nhân thuộc cả research để xa object detection architecture nó miễn phí và phép như bài chạy chỉ phí miễn phí mỗi từ two state hay là phí phí từ one state từ lơ two two state nhưng miễn chọn đáy được chưa ocean ăn và ocean ăn faster OCCN un, or FCCN un, and my OCCN un. Hey, one state mean YOLO and ASD. Which is YOLO, this is can start by YOLO V7, V7, popular. Hey, no let me go research with YOLO then. Better YOLO, if I put you, YOLO via high accurate, hey, popular. Thì tôi tao put another object detection algorithm kê proposal kê mình nói thay kê biểu algorithm máu miền mình nói thay kê tổ ba là hai accuracy mình tại chúng nó đã sầm khăn object detection tầng on nó vì miền challenge tờ small object mình nói thay là phê đại image mỗi content cho mỗi là large data set large object hay là small object chẳng vì accurate tờ lơ large object đi. Còn tại là small object mình vì ở accurate đi. Về khác vì detect ở màn tiền. Chứ vì miền challenge được chia ở xa ta small object nó được chia vì miền low resolution pixel nó không image nó chẳng miền này thà training model rồi có algorithm dưới ở detect màn này. Miền này thà nó về đặc biệt extractor bị bắt tại sao tại vì low resolution nó về đại diện chỉ dùng chia diện extract dùng information về máu về bạn giống như nó so tại lại big big object object nó không mệnh năng từ lại mùi tiết cứ tại là information miền này thả information nó về tích mình tên thì mùi về nó về là về appear nó không việc phải hai là không ở email nó miền này thay vì ở cục cron miền này thay vì bạn để lọc là cái họ đôi chia rụng một đôi dừng chẳng việc là vì nó không email tội môi chẳng việc đang thà ta mình nó miền tây ở miền này miền này tự dưng khơi tại rụng tội môi tại ta một tay bỏ sân chia này mình đôi dừng thò một tay anh mới ta thà chia một đôi một tay là không ăn cái gì sớm thì ăn bài chạy bàn thì chúng hai dừng chia dừng thuận pro về làm bài việc tôi ca được thật mỗi cái cư limitation limited the low priority knowledge mình nói thà vì đã thật sắc như vì content tích mình tên là content information là bỏ small object như vì tích vì chứ này hay thì tôi tớ algorithm là dân chi dân trend tờ lơ đã thật sắc dân vì capture your information được online online mà chúng vì là information là dùng trong bàn để chúng hay ăn ai phát triển cái xong rồi có object nhận lời ở trong bàn này kiểm soát bounding box như ăn ai vừa ca capture việc với như thật ca bounding box hay là mấy vừa ca classification điều chỉnh thì tôi tớ tớ lớp object detection của như có bàn bay chạy về tờ chỉ phi đấy thì mỗi từ generated object detection hay là domain specific object object detection. The lơ generic object detection của yêu focus the lơ tiếp khóc nghĩa là biến object được rút hiệp bằng khó được chỉ khá được chỉ cat dog a xin xin tầm tay bỏ xâm rắp domain specific object detection yêu focus the lơ application scenario mà mình lấy thay yêu focus the lơ phải recognition mình lấy thay people ta gọi nó chỉ là nè rút hiệp tí tăng nâu xích thi nà môi rồi có feature ấy môi chẳng rồi có đọc bỏ lại này chẳng chẳng
Dataset năng definition sản phẩm small object detection của dương của cả mình này thay dương resort define viên đòi bài tờ lơ scale hay năng size object đã viên miền ở trong image đã viên dương bài tờ lơ phí thì mỗi từ relative size mình này thay vì mình này thay image năng bảo dương compare cho môi object đã dương compare cho môi năng image năng vì miền thiệt rồi từ lớp son chạy đặc biệt thiệt rồi này original chúng ta hay tiếp cứ absolute sign như là thay dương resort từ lớp pixel bọc image này thì sang tập đi con sang tập đi pixel từ lớp dataset ms coco dataset hay là tiếp cứ đọc phần mới con đọc phần mới chẳng cần bài từ lớp dataset không phải được sai tại dataset nên tổng hợp pixel của chúng ta chúng ta chỉ bay vô cao phát từ lơ technique phần of small object detection thì bố nhưng mà overview từ lơ small object detection của giờ và từ lơ phi chúng ta như definition này difficulty này definition ấy cứ việc thưa cao refer từ lơ cầm lại từ lơ class hay năng collocation of small object chúng ta chỉ biết cứ vì miền difficulty of small object detection nó nhiều miền buồn chả lẽ chẳng vì mỗi từ individual feature layer là vì mình miền này thay vì up information đã contain ở trong object small object detection nó cứ bị tịch gọi là dân trong bán cứ dân trong trong bán dân trong capture rồi gọi dân trong bán information ở trong image đó để store ở trong để store small object đó hay dân ai do algorithm trên trend chặt do information địa bàn. Thì bây cứ limited contact information of small. Mình lấy thay contact information mình lấy thay về bài. Mình thay thay small object detection dương năng về bài tờ lơ information trên để nó có bài viên và để lệch thịnh dùng kia nó bị tịch. Hay thì bây cứ class invalid mình lấy thay tờ lơ small object detection class của bảo vệ cứ tịch bên này thà data set dưới nó phải là small object detection vị trí nào sau bên này thà class viện bài chạy mỗi mỗi cứ bị tịch tịch chuyển lại object là không nổi mình dưới nó phải là dưới phương ca trend viết tới vì up và land này bên này thà vì up accurate thì chỉ mỗi từ là small object này vì sao tại line object là không nổi mình vì tra chiên class là không small object mình cho hai là p là dùng trend để biết tới để accurate thì muốn ta line object đi chẳng chỉ muốn là small object thì ở hay thì bốn với từ lơ positive example mình đây ta là từ sắt là dương viên từ lơ small object nên bị tích vì ở group con sản phẩm từ dương phương cao trend đi chẳng là tập hợp là dương phương cao dương dương một trend algorithm có bị ở lo này chúng tu tới solution là phụ nhân phương solution là phụ nhân phương ca nhưng mà bắt sai từ lơ phần hai từ ở đấy phụ nhân miễn bốn thì mỗi cứ combine multiple feature miễn này thay dương cho nó phải là dương extract information là không bỏ image thì mỗi vì miễn lower layer hay là deep layer thì chẳng ấy phần tay deep layer phía trên vì content từ lơ ta information từ lơ big miễn này thay like object cho việc deep down từ lại lại object chúng ta small từ low layer low layer via content từ lại lại object phong hay là small object phong chúng ta lại object via focus thì mình lại thay via information via tràn via overload chẳng những áp trong màn via chúng ta via tp via những confuse chỉ mỗi những object same tiệt chẳng những ở trong bàn này thì chọn cái trong bàn ta deep layer bàn ta và xin thì dân do ta deep layer mình này thay dân bạn bằng là small layer small object này chẳng được cho nên hai dân thật ca combine gì đầu tiên solo layer hay là deep layer đồng bài dân ai tập tua bàn lâu tiền large object phong hay là small object phong tp add contact information mình này thay dân chia riêng
Do algorithm nào mới đã add vô cái add thành thách information between ít hoa dương dương miền email chạm chẳng tới vị trán kê do cần thách information được hả vị trán chạm hoặc là lỡ miền chẳng tới do cần thách information làm từ chạm làm bài bài thả vừa chụp chạm anh chẳng tới vị bài cứ bà lan category thị trán từ lỡ bà lan category example hay năng increase efficient for positive example thì chúng ta data augmentation là bài cho cái improve về những cái brief technique môi trường nói là object detection thì môi cái super resolution technique mình đây thà việc chọn image picture rồi có image đại dương nó không đại tài sản giúp chọn miễn đi về low resolution chẳng là vậy đại dương cho bán cứ high resolution bản thân đại dương cho classification low resolution miễn đại thà accurate dương tích bản thân đại dương fuzzy miễn đại thà dương trend là high resolution chẳng accurate dương tựa bàn của chúng ta dương chia dương thua cả thua mất đồng bay dương tựa bàn là super miễn đại thà high resolution chính hai dương chia dương phải rồi là algorithm nào mới đã chui improve the resolution này vậy là mấy cái tua ba nữa accurate không thì họ algorithm bị chia gắn là thà generative adversarial network là vì chỉ algorithm mới đã chui thôi cả improve the resolution of image mình nói thà thì họ được rút hàng lên chứ mình thà này từ low low resolution chẳng nên biết để giờ prapa gắn vì chui ở dưới từ tua ba nó high resolution mình nói thà chứ bạn chuyện mua được chứ bạn chẳng nó phải để giờ từ trend cho mua đang algorithm đưa một đại chứ vì giờ từ tua ba nó accurate không từ lơ contact back information chẳng contact back information thì chẳng kia mình nói thà chỉ tích nhận mỗi là những thua ca relate thua ca spider từ lơ relationship between object hay là another object được rồi gọi background được một tí họ thà chạp để dưỡng thua ca như bị mình nói thà dưỡng thua ca bị từ lơ chạp bằng tay dưỡng vẽ từ lơ sky in chẳng tờ make in chẳng tờ chúng ta thà chạp hiện cho nó vì họ là lớn được rồi tí phí cứ small object với content limitation để cho nên hai content cứ mostly use vì chẳng vì em biết tình trạng tờ lơ ca phải đợi tờ lơ lô thì lô đi từ phần này được nhiều tờ lơ algorithm tìm lắp contact về information của dựng research tờ lơ algorithm miễn thay thay ca combination riêng network phi chẳng có thì mỗi chia aggregation connection module chẳng module này vì chui tờ lơ ca disappear of feature là miễn thay thay information scaling này ai contact information này in contact module này chui từ lơ ca para từ lơ đi mình nói thà như ai get từ lơ đi contact số sàn mình nói thà như từ tua ba là information nó information nó tràn nằm bài thua ca predict từ lơ object ở dương miền bức nha ở phía đồng biệt phóng này có design mà bức nha còn là thay vì combination đồng biệt bay mô dũa thì mô tư design tờ lờ ở phía đồng biệt anh chờ vì chui tờ lờ resolution context hay nên tí tí cứ phía ảnh ảnh phía chẳng kết ra tờ lờ background là vì ai thua cái combination vì ai chạm cho high level phó hay nâng low level phó combination hay tí bấy cứ bia tờ lờ context context sensitive structure module nó ai chui từ lơ ca increase từ lơ mặt thực hiện ca prediction mặt viên output output final để sang từ viên viên bị chậm giờ từ viên design thì là mình enter hay là context FPN là máy thưa ca prediction nên là miễn algorithm algorithm xem xét cái đại focus tờ contact the information được chưa internal external network IE IE
IE net là vì combination là bay bộ vô được kia để em muốn đấy resolution thì bay thì cứ như phật khai từ lời multi scale representation learning đại dương thảo ca vi sống khánh là vì chỉ strategy mỗi đại dương ai chơi ca pra pra từ lời ca combine 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 được viên picture mới lấy tha level lọc bo layer đại dương chơi ca extract mới lấy tha dân này chơi ca extract được viên combination được viên solo layer hay là deep layer nằm bay từ tour ban là information càng small hay là deep object từ lời algorithm algorithm sản phẩm là multi scale representation này mình nhận chưa nhưng lực do mặt này thì đó từ anh ấy pyramid guidance network IPMG net via combination từ via IPG transformation module hay là quotient module ni module combination từ via parallel layer hay là deep layer hay là algorithm TP focus là high resolution detection network. Ta này ta ta để cho việc combination được kia, chúng ta dùng multi multi bit in multi bit in the parameter pyramid network module. Thì mỗi viên được thuộc combination được viên mình lại thấy viên miền background mỗi một miền exact information extraction feature mùi tiệm chẳng dương a dơ information được viên bạc mình thay bạc báo hay là feature extraction feature đồng bay thua ca combine thì châu kết đồng bay thua đồng bay get high resolution thì đi low resolution thì mà tí bay dương phó khơ tờ lơ Unshared mechanism là unshared mechanism. Này vào cơ từ lớp bounding box of object dương như này thằng là phải object detection dương cứ back từ lớp back bound để sang từ dương thao ca back bound dương thao ca back bound mechanism năng sẵn và tọa mắt bàn dương thua ca classification để cho nó hay unshared mechanism này vừa sầm khăn một tay là con object detection thì tu tao thân là chỉ được kêu bằng propose máu để phát khởi lơ anchor size lơ background amount chấm luôn là không mình nói chấm luôn box là không picture vì accurate rồi có việc cấp cron rồi có trăm trâu là không không image này anh em tí bấy vì you là lơ computation mình nói thà chia chia improve mình tăng từ lơ ăn chờ mình cần xong để sao ta ăn chờ mình cần xong đóng việc thầu ca hai cầm chu thế xong mình tăng để sao thầu việc thầu ca trend image mỗi việc thầu ca trend là hỗ trợ rob pon rồi rob mơ bao nằm bây giờ tua ban là bounding box này accurate cho hai cái thầu ca improve từ lơ ăn chờ mình cần xong đóng nằm bây thường mấy ai việc reduce từ lơ computation cost hay những tỷ bốn cứ detection effective detection small từ mọi dây thao tác cứ effective detection small object này là vì ai thua ca bounding box từ lơ small object mà một sân dây thua ca bounding box từ lơ small object nâng bán bên này thay dây ai thua ca quantification nâng bán này còn okay. Từ lơ enter mechanism nâng dương pra-pra-pi vì bài chạy từ lớp phí thì mỗi cứ ăn chờ bé mechanism hay là mỗi tiết cứ ăn chờ free mechanism đã ăn chờ bé mechanism nó như này khác biệt vì thua ca xoay ra từ lớp priority knowledge rồi cái information là tiện tương thì mỗi lần vết hay lần hai từ lớp client thì mỗi còn tại sản phẩm ăn chờ free mechanism vì ở thua ca từ lớp priority knowledge vì thua ca quyết định vì này thay vì mình thua ca phải đi từ lớp two point như này thay từ lớp top left hay là bottom left up có khác từ lớp width hay là high đó bao class này mỗi object này mỗi class object này mỗi là con image
focus tới thu point P tới top left hay top left rồi đảm bảo rồi cả phải là tới enter rồi có bounding box để bảo trên một mỗi trong này. Chúng ta trong đó cứ dùng focus tới data argumentation. Data argumentation ấy vì sầm khăn mình ta là phải đại dương miền data set miền này thay dương collect data set máu cứ vì algorithm còn sầm lập training này vì tích chẳng những thao ca data argumentation nó làm bay improve miền này thay làm bay increase data set với càng được tra lại được có algorithm còn sầm lập training làm bay tập tua ban đầu accurate phù thì chắc data argumentation dương bài chạy vì ta chỉ bài thì mỗi cứ geometric transformation, color transformation hay là random obtrusion đối chỉ geometric transformation giờ focus tới lượng scaling rotation flip view crop đối chỉ cái như thế này giờ thì chẳng giờ rửa về cho là đối với cái crop những cái pending image nó như có cái flip view và tới lơ color transformation dương ác với cả chain đối chia contrast rồi có chain bridge nè solution rồi có một time noise cho được nông viên các bạn này đồng bài dương tập tua bài lơ data set cần được chọn cái này tí bài cứ random abstraction cứ khi dẫn như cắt cắt chọn loại nào môi rồi có đối chia sky này nhé cắt cắt tôi chào môi rồi có hai rồi có bật băng ấy môi chẳng phải thế xem chú presentation nó chọc trầm luôn à miễn con ngừng chat.